បាទស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់ថ្នាក់បាទជួលគ្រូសាស្ត្រថ្មីថ្មីជាមួយនឹងមេរៀនសម័យកាលនេះក្នុងសិស្សបាទយើងចូលដល់ចំណុចទី2បាទសម័យកាលដែលអាចញែកចេញជាសម័យកាលអធិដាច់បាទហើយយើងមកឧទាហរណ៍ជាមួយ3ឧទាហរណ៍របស់ហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ទី4មកតទៀតបាទឧទាហរណ៍ទី4នេះមានតកតងជាមួយនឹងបាទទៀងទាត់លក្ខខណ្ឌដែរបាទរកចម្លើយប្រកបមួយរកចម្លើយពិសេសមួយដែលទៀងទាត់លក្ខខ
mũi này ca mũi bộ ekip để gạch đỏ ekip để gạch mà số đại tin tôi là khăn đám ekip mà mũi nâng y gạch mà nâng bạn trên nhà mưa sẽ mấy ca nít bà vì mình mùi gạch ta mùi bộ ekip đấy anh ấy mình phong cùng gạch ta bà ekip phong gạch phong chứng cái chặt tục thả chi phục hết bà ai có ekip sẽ đời gạch để ekip bộ chú ý lên ai được ekip sẽ ở vì gạch để gạch hàng bà chỉ phong cùng một hay là mình đọc sai một phép nâng cứ dừng mình lại viết thức chí sử mấy cả thì ta đại ca cũng chú mươi nâng cả ta đi cả ta cũng chẳng mạnh mớ đê ếch chẳng dương trừng rẽ xa ếch một bà tì gà rạch mà chẳng chạy chú mươi nâng xe đê gà rạch hả nâng đê gà rạch chẳng rẽ xa cả ta gà rạch một bà cả thầy chẳng chạy nâng ai đê ếch bà này bà chúng muốn đừng rót chụp lại chè mũi chụp lại tập bọc mũi để chụp lại sẽ mũi như tôi rót chụp lại từ ngọc huy sâm trong mắt sâm tiêu tôi là khắn rót chúng muốn thấy xì và dừng nó bạn ta là dừng chụp não bạn chân sâm ca và dừng nít bạn sẽ máu mũi bột ít kỳ bạn đề y gạch đỏ ít kỳ y gạch đề ít bạn mà số thế nhưng mà ta dây tay của bạn là ta má bà mũi lờ anh ấy tê cả rồi và bạn là ta ấy bà thì đã đến mũi thì kiếm đến cứ dây tay tầm đoán trong một bạn đang tầm đoán của mũi bồ ấy kì bà anh ấy đê ấy để xa cả ta ấy trong một bạn đi cả rồi bà chấn bà đi cả rồi cứ như là chạy cho mũi năng mũi bồ ấy kì y cả đấy, rất là côn cho mình là mùi lợ, mùi bộ ekip y cả đấy, bạn to cho những cái sai bạn chân mùi bộ ekip bạn đề y cả đấy trai cho mình là mùi bộ ekip bạn y cả đấy đỏ ekare y cả đấy đề ấy trai cho mình là mùi bộ ý kiến và y gà rạch mà sầu và chân xùm ruo máu xùm ruo này ăn chân là xa đê gà rạch lỡ ý gà rạch và cái này dương xê tỏ chứ đã không xa mù cái này dương xê bị lỡ cho một cáo mà chân đã không xa mù của các bạn này và chân xùm ruo máu xa đê gà rạch ở đây xùm ruo ý gà rạch chân chân là xa và ý gà rạch lỡ mũi bố và ích kỳ và chân đế ích má nâng sầu và chân dương bồng bẹt ăn bị ra máu và vụ phê đấy bị thật chí sử mấy ca hạt thiên đắc chân bồng bẹt ăn bị ra máu bị tới chía và đê y gà rách lơ y gà rách đỏ ăn bị cá và ích gà rế lơ mũi bột ích kì bà đế ích bà nó bị ăn cà máu bà ăn chỉ muốn thế sẽ bà chắc ăn ý mình bị bà thế chân chụp đáo chân nhảy cứ lần vào này khát đi cái này bà là này bà chân sạm mũi to máu lần vào này khát đi cái này bà chân đỏ anh ấy là toàn phương trình thiên tế bà nhớ mừng đã xem bên này gặp xe để về mùi bộ ích kíp vì chân bầy cả đấy và bị khó phía mấy con bầy chân như con bầy ở phía tới là về khai chi ăn cá ăn thế chúng chúng luôn và con bầy vì mắt hay chạy mùi lực bầy đường cá vậy và để con đường bầy biết hay chạy đường bầy cá chúng ta mùi lực bầy đường cá ăn được cá và cho biết ba được chia bầy ích cả đấy lỡ mùi bộ ích kíp và để ích và má nâng
bạn chân bằng to tiếp và lấy đạn đá bạn bây cái trai ban chỉ muốn đá mũi bộ kịch bạn chân đỏ mũi lửa bấy mũi bộ kịch kịch bình bạn chân chúng tôi đá mũi bộ kịch bạn chụp ruộng để về mũi bộ kịch sau chúng tôi đang bay cái này chân về đây trai ban chúng tôi đá mũi bộ kịch bình bạn để ích tận đá mũi bộ chúng tôi nâng lại kịch và smile nâng xì và chân cái này đi lưu trầu nên chân là xó mũi lơ mũi bụi kíp đê này mũi bụi kíp và đi xe mình đài sân và chân lần và khả tì cả đấy đỏ mũi lơ bấy ăn thịt rá mũi lơ mũi bụi kíp đê này mũi bụi kíp smile nâng xì và lấy dương ai đồng rơi thịt bánh và anh ấy quy trình lên này đây bánh nhập đỏ và mình khai bế chân rơi bánh lục thịt bánh cho đi bán bánh lên lại khai thịt cả đấy anh ấy trình lên và chân lớn này mẹ khác muối bố ấy thịt thịt và còn lúc đại khai bàn tế để xa đại mùi bởi kịp những việc mình sẽ cùng xét và chân bị ai trình bố chánh chánh đỏ và anh ấy bạc bấy anh ấy rơi bánh bán bấy bảy xì bạn có bát mê con bảy bạn tới chia xoay con đồ bót ý ý gà rạch bạn bảy bóng thì chia xoay con bót ý ý gà rạch bạn tỏ chân với tay chia lần lại khác ý gà rạch ký bạn đỏ lần bạn lại khác mũi bốn bệnh kỳ và má nắng bấy xì và chân sẵn mũi to và khả chúa lần đỏ lần bàn lần để khỏi chạy và chân với tay chia lần này y gậy kim chai cho mũi lần mũi bô bệnh kỳ và nó ngồi đây là khả chân là đi tôi cũng đô tư chia bạn lần này xì mày và chân lần này xì chân áp xì vì muốn cứu ta xì xì on mà bạn chân đặt xì on và xì on xì on và bạn lục lần và chân thứ sáu đồng đại khản y gạch kim lớn mũi bộ ích kịp và smile nắng xì ba lúc này khác trên bộ đỏ xì nó là xì thầm mạnh chân là nếch cua tại đấu tới chí ba xì đừng ba chẳng gì là bây giờ dừng lúc này khác trên bộ đỏ xì trên bộ đỏ xì thằng là xì thầm mạnh chân là nếch thì trong hành trình mà chụp đòi kì xì chả nếch nhiệt độ kì xì ấm thì xì đừng sẵn ba đó tôi có tiếp lục loại khả bán và chân với tay chia y gạch kíp lờ mùi bột ích kíp mà nâng bột đỏ xì đỡ như càng đây thì mình thì mấy xì và chân tí đi dừng hạt kiên bán thả y gạch kíp mà nâng xế cả ta mùi bột ích kíp và nít khi chi chụp láo và tú tờ vi ai và rít xế rồi bó nè và có vấn đề khi mình trải cả rộp chụm lại tu tư thì khi trải cả rộp chụm lại vì sẽ mũi chụm lại bất bật đọt mũi chụm lại chết lại mũi bà nhưng chứ chụm lại đại tiêm tôi lại khánh ít mũi y cả đấy vì bà thì đạt máu đào bà chân tê ít mà mũi nút đi direct smile phi và chân kê bán và chân chúng nó pi cho này đi direct pi hay chúng nó x và mui một chỗ này
chân pi kíp bà pi kíp smile nâng xế cả tá mùi bộ ếch chân đài mũi chân mũi kíp bà chân tiên bán cùng với smile nâng mùi kíp mùi của pi chân smile nâng pi xế bà chân tiên bán xế smile nâng mùi bạn chân chụp lại để khi tôi lại khan ít mùi rồi mà pí khi tôi chỉ muốn xe mà buồn chân do xe buồn một chỗ lấy máu chân bạn ít lại kíp mà chỉ muốn buồn là ta mũi bộ ít kíp mà chân kíp bạn chụp lại lấy số mấy cá và chân kê bạn chụp lại chạy lại lấy số mấy cá và chụp lại đây xem mấy cá đại tiên tôi lại khám nốt và đại tiên tôi lại khám nốt cứ và y gạch kí sma nâng và chúng tôi sẽ buồn nó buồn cả ta mùi bộ ấy tích kí và chân này kí chú chụp đáo chạy lẹp này sẽ mấy cạp nhiều xe bỏ bỏ chữ và chân là cô sẽ khâm thà bộ bộ đọc này nâng bán dù chú bà rút rút khí mà ក៏បានយកពីឧទាហរណ៍នេះមកព្រោះមានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនដែលពលពលថាដោះស្រាយសិក្ខាកាមពលពលតានឹងដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាតើសិក្ខាកាមពលពលបានបន្តបាទសັບស្ក្រាបទទួលសូមជួយសັບស្ក្រាបទទួលផងដើម្បីជួយចិត្តដល់គ្រូនឹងកម្មការនឹងដល់ថ្មីថ្មីជួយពលពលបន្តទៀតជួយលោកគ្រូនៅវគ្គបន្តទៀត